Tranh thủ ở đây xem có cái gì mua nè mọi người nè. Pacifier MP5X là cái gì vậy anh em? Ok, tớ vừa mua thử một cây súng MP5 nhá. MP5 nhưng mà nó lại có cái nhãn hiệu là MP5X là sao, là súng mới á. Cái súng này nó thể loại bắn kiểu gì đây, có biết anh em chơi thử chưa nhỉ? Nó vẫn là một cái súng tiểu liên thôi, nhưng mà hình như là MP5X là một cái phiên bản MP5 đặc biệt và tăng sát thương chẳng hạn. Ui, dễ bắn vô đầu thế nhở? Oh my god. Giá rẻ uy tín xúcxiKẹo.vn, vui đón Giáng sinh ngập tràn quà tặng và đặc biệt là giảm giá vòng quay lên đến 70%, tất cả chỉ có tại xúcxiKẹo.vn. Anh em nhanh tay nhá. Hello, xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của xúcxiKẹo nha. Thật sự là một tuần rồi mình không có ra video cho anh em xem, các bạn là mình hơi bị ốm khổ lắm cơ. Không hiểu sao thời tiết này. Tức là hôm nọ thì mình có tham gia streamer đại chiến này. Free Fire All Star. Thế nên là mình cũng không có ra video cho anh em được. Như là hôm đấy đi kiểu ngại ngại thế nào không quay vlog. Thế nên là chúng ta cũng không có vlog All Star streamer đại chiến đâu. Nhưng mà thế là sau hôm đấy mình về Vĩnh Long á, sau mình kiểu mình ho, thế là mình ốm anh em ạ. Đến hôm nay giọng nó vẫn cứ kiểu ngọng ngọng thế này. Mình nghĩ là cũng mấy hôm nữa thì nó sẽ hết thôi. Chứ còn là nhưng mà nghe bảo là cái giọng ngọng ngọng này nghe nó cứ kiểu ốm yếu thế nào ấy, không biết là anh em có cảm nhận thấy không, chứ kẹo kẹo thấy nó cứ phò phò nào như kiểu là xốp mèo phò anh em ạ. Đau đầu ấy. Ở trên Facebook có bà bán quần áo chuyên để tên xốp mèo phò. Ơi nhưng mà cái méo gì đấy. Ok, nó chạy anh em ơi. Kìa, nào đừng có chạy nhá. Nhưng mà vẫn phải tranh thủ đây làm video cho anh em xem đây. Hiện tại thì kẹo đã về đến Hà Nội rồi. Vâng, mình về đến Hà Nội từ ngày hôm kia, tối hôm kia. Nhưng hôm qua kiểu ốm cả ngày quá, mình chả làm cái gì được cho anh em xem. Đấy, tối cũng chả like được. Thế ok, thì tối nay mình sẽ có mặt đều đặn trên Nông Nông Live 20 giờ tối nhá mọi người nhá. Ở tranh thủ rồi, hôm nay ngày cuối năm có khi là tớ like sớm xíu xong rồi xem như nào đi countdown chẳng hạn anh em. Đếm ngược chào đón năm mới đấy. Nói chung là một cái cũng khá là hay, thế nên là tớ cũng muốn tham gia xem bắn pháo hoa chẳng hạn. Đấy, dạo này Việt Nam mình là ăn hai Tết luôn anh em ạ. Ở Tết dương lịch hay là Tết âm lịch thì đều ăn Tết cả. Đấy, kiểu gì là ngày mai cũng có video gọi là kẹo chua anh em năm mới thành công các kiểu con đà điểu luôn mà xem. Được chưa nhá? Và tất cả những người anh em đang xem video này, các bạn có thể là để lại cho tớ một lượt like cũng như là đăng ký kênh này để ủng hộ cho mình nhá. Thank you anh em rất là nhiều. Nghe giọng yếu đuối vãi chưởng luôn. Ok. Này, hôm nay nhá, tớ sẽ bắn full headshot cho anh em xem luôn. Đấy, không full headshot không lấy tiền nhá. Ê kìa, nó dụng con keo nào làm cái gì đấy. Ốc này, vỡ đầu này, mạng thứ 3 nhá. Ba đứa liên tiếp vỡ đầu với tớ luôn nhá. Hôm nay không headshot không lấy tiền luôn. Chiều đuổi anh em xíu, chứ còn là anh em xem trên YouTube của Sĩ Kẹo là free mà, được chưa? Nó là miễn phí, cảm ơn anh em nhá. Đây, được rồi đây, nhưng mà mới chỉ có 3 kill thôi á. Ôi, ốm thì ốm chứ. Hay là hôm nay nhá, ốm là phải bắn gắt hơn mọi ngày đấy. Thế chúng nó mới sợ chứ, chúng nó mới nể cho anh em. Chứ bình thường thì nói làm cái gì. Đây, theo chân tớ. Được chưa anh em? Yeah, thì mình vẫn đang ở cái khu vực đấy là thác ủng hồ này. Trông kiểu vắng vãi. Không biết là có thanh niên nào đây không nhờ, không biết còn ai không. Nó có giáp ba mới ngon vãi. Ok. Giáp ba mới nhá, xịn không cả nhà ơi. Và cái hòm sang này. Có một cái báng súng nhưng mà thôi. Tớ khỏi lượm, tớ lười quá anh em ạ, không quay lại lượm cái báng súng đâu. Đấy, với lại tớ cũng cảm thấy là cái báng súng nó không cần thiết cho lắm cơ. Ok, có gì đấy. Wow, có mấy cái huy hiệu SIDA anh em ạ. Được rồi nhá. Ui, thanh niên nào trên đấy? Có một đứa ngay gần phía xưởng cơ khí này kìa, đừng có chạy. Làm sao mà chạy ghê vậy bạn ơi? Nào, bình tĩnh nhé người anh em. Người anh em chạy ghê quá, tớ sợ đấy. Ok. Này, làm sao? Có vỡ đầu không? Nó vẫn chạy được.
Anh em yên tâm nhá, thằng này không vỡ đầu tớ bé làm con kiến luôn anh em ạ, được chưa? Nào, xem nó chạy nổi không nha. Úi ôi, cái gì đấy? Này, vỡ đầu này, trời ơi, sao lại ngồi như vậy? Sao lại ngồi như vậy? Tớ không hiểu kiểu gì luôn, nhưng mà sao bạn ấy cứ thích kiểu ngồi kiểu vậy? Thôi, tớ chịu rồi. Chịu hẳn rồi. Vỡ đầu trong tầm ngắm luôn anh em ạ, đau đầu quá cơ. Ok. Yeah. Có thanh niên nào đây, ui ôi, có mà trốn à, làm sao? Bạn này tính trốn đi đâu nhỉ? Thế à. Trốn ra đây đúng không? Úi dồi ôi, có mà trốn được á? Úi, nó vẫn chạy lên nó trốn kìa. Nào, trốn này. 3 viên mỡ đầu, 3 viên M60 vỡ đầu luôn. Ngồi đấy mà trốn. Mấy bạn cứ thích trốn mình cơ. Cái này, mình chịu nhá. Mình không biết gì đâu nhá, đấy là tại anh em thích trốn đấy nhá. Tớ từ chối hiểu. Hôm nay thì mình chơi game mình bắn nó chỉ có 2 ngón thôi, nhưng mà anh em thấy không, 2 ngón, 3 ngón hay 4 ngón xin kẹo để bắn tốt cả anh em ạ. Được chưa? Thế mình đang chơi là iPhone X nha mọi người nha. Ok. Đó, bữa nay thì mình đổi qua iPhone X. iPhone 11 Pro Max nó đang bị hư và mình lại phải sửa cơ. Kiểu cuộc sống méo hiểu kiểu gì. Tranh thủ ở đây xem có cái gì mua nè mọi người nè. What the fuck? MP5X là cái gì vậy anh em? Ok. Tớ vừa mua thử một cây súng MP5 nhá. MP5 nhưng mà nó lại có cái nhãn hiệu là MP5X là sao? Là súng mới á. Cái súng này nó thể loại bắn kiểu gì đây? Có biết anh em chơi thử chưa nhỉ? Nó vẫn là một cái súng tiểu liên thôi, nhưng mà hình như là MP5X là một cái phiên bản MP5 đặc biệt và tăng sát thương chẳng hạn. Ui, dễ bắn vô đầu thế nhở? Oh my god. Ui, phát hiện ra cây súng là MP5X nha anh em nhá. Bắn vô đầu rất dễ nhá. Tớ còn chưa kịp vuốt nữa luôn cơ anh em. Tức là vừa mới về cái tâm nó lên phát thanh niên kiểu vỡ đầu luôn. Căng thẳng thiệt. Wow. Được nhờ anh em nhờ. Ui, cái này là bí quyết giành top 1 là đây chứ còn đâu nữa hả anh em? Anh em cố gắng kiếm cái huy hiệu nhá. Xong là anh em cứ mua cây súng MP5X anh em trải nghiệm mà coi, thề luôn. Hay lại bảo tớ nói điêu đi. Anh em cứ phải mua, anh em cứ phải thử cái đã. Ui bỏ mẹ cái gì đấy. Nào, cái gì đấy? Ok. Các bạn này. Ui, này làm sao? Ui. MP5X bắn rất mạnh luôn anh em ạ. Và anh em thấy không ạ? Tớ về nhẹ nhẹ cái thanh niên lên bảng điểm số rồi. Vãi cả game. Ui, không tin nổi anh em ạ. Yeah. Tớ từ chối hiểu những cái trường hợp như thế này luôn anh em ạ. Sự mạnh, quá bá đạo của MP5X luôn. Và cái này thì anh em phải xài huy hiệu anh em mới mua được nhá. Được chưa anh em? Yeah. Và xem nào. Wow. Đây. Hết tiền rồi. Không còn huy hiệu để mà mua tiếp cơ anh em cơ. Đó, không còn gì cả. Đấy, có mỗi là tớ thấy cây MP5X là một cây súng đặc biệt VCH luôn ấy. Đừng có đùa với MP5X nha anh em. Nói thật với nghe luôn, hôm nay kiểu giọng tớ nghe nó kiểu nó phở ấy. Rất là khó nghe, anh em thông cảm nhá. Và mong rằng anh em đừng có ghét tớ. Mấy nữa tớ hết ốm tớ lại bình luận video bình thường cho anh em xem. Ôi, có khi là anh em lại nhớ cái giọng ốm của tớ chứ đừng có đùa nhá. Và đây, tầm này thì tớ nghĩ là chúng ta sẽ lên cổng trời đi. Lên cổng trời và kiếm thêm kill nhá. Úi dồi ôi, bình luận, mỗi phát bình luận là một phát gần như thế này mà các bạn không thương, các bạn không like, các bạn không chia sẻ, các bạn không đăng ký kênh cho tớ là tớ dỗi luôn rồi đó. Thế dỗi vãi trưởng luôn. đây nha mọi người theo tớ nha. Yeah. Đây, cổng trời chả nhẽ lại không thấy ai. Wow, đây ạ. Ui, ngàn lần này. Ui, M60 ghê vai luôn. Hôm nay kiểu chơi combo súng là hai cây súng là MP5X này với lại M60. Ui, thôi rồi anh em ạ. Bắn quá đã luôn, không có gì phải chê cả. Mấy thanh niên gọi là liên tục lên bảng điểm số, headshot vỡ đầu luôn. Từ chối hiểu. Ê, yeah. Thanh niên này có nhiều bông keo này, chúng ta sẽ lượm thêm bông keo, ngon nhá. Yeah, tuyệt vời luôn. Được anh em ạ. Nhưng mà tớ đổi qua Ska tí anh em, bắn cho đỡ chán. Không thì anh em lại cứ bảo là anh ơi sao anh dùng cây súng M60 hoài vậy. Đây tớ cầm Ska đây, tớ bắn cho các cậu xem đây. Ngại gì đâu, tớ súng nào chả chơi được ấy. Tớ giỡn với anh em làm gì. Dạ. Ê, ôi vắng quá. Ôi chả thấy thanh niên đâu cả. Cái mà chả lẽ là chúng nó chạy đâu. À đây ạ. Này, ui ôi, headshot vỡ đầu, sợ chưa. Chả sợ vãi cả bíp ra luôn. Đây đừng có nói là không sợ nha. Được luôn. Oh my god. Thêm mấy trái bông keo được quá nhá. Ui ôi, thanh niên này kiểu đúng chùm bông keo luôn anh em ạ. Shipper bông keo thì phải. Rất nhiều bông keo mà tớ lượm nó còn kiểu full hết cả ba lô rồi cơ. Anh em, nhưng mà vẫn có bông keo kiểu
the fuck Nani? Ui, từ chối hiểu, từ chối hiểu. Bình luận tí mà kiểu rát họng, đau họng quá. Đây, chơi nhanh cho nó hết game nào anh em. Còn có 4 đứa nhá. Wow, đâu rồi, bạn trốn đâu rồi? Ở đây, ui, vãi cả. Ngồi ngay trên nóc nhà có mà vỡ đầu chứ. Ui ôi, toàn full kill headshot thế này. Ui ôi, mấy bạn cứ lên bảng điểm số làm tớ lại đau nhói con tim. Hỏng. Thế này tớ ốm thì tớ vẫn phải cố gắng top 1 anh em ạ. Đấy, bởi vì là tớ có nhiệm vụ cao cả mà lại. Anh em thấy thế không ạ? Yeah. Wow, mình vừa lượm thêm cái ống thở. Thực sự là cái ống thở cũng rất là hay. Ví dụ kiểu anh em mà đang chạy bị địch bắn, anh em có thể sử dụng trực tiếp luôn. Đó, ok, nào, ok, này. Chưa bắt đầu à? Hay lắm. Được, thằng này khá quá nhở. Sao? Ui, nó chạy vô kìa. À, được. Còn thanh niên nào ở đây nữa hay không nhở? Hay là nó cứ tính, nó ngồi đây nó trốn á? Có trốn mãi được không em ơi? Ui đây, nó tính cắt chọn mình kìa. Phải, chú nó anh sợ đấy. Ra đây. À, căng thẳng quá nhở. Nó làm tớ hơi bị sợ luôn các cậu ạ. Rồi, ok. Đây ạ. Chết con mẹ mày rồi. Ui rồi. Ui này, vỡ đầu này. Ui rồi ôi này. Hỏng luôn chứ anh em. Thanh niên kiểu đang chạy như một vị thần và chết như một thằng đần. Tớ chịu rồi. Ok. Thằng cuối, đến cuối. Tập này giải quyết nốt thằng cuối nữa là xong. Wow, game dễ. Kia, nhảy. Ui, nhảy xuống đây. Nhảy đi em. Vỡ đầu bây giờ. Ngồi đấy mà nhảy á. Ồ, thế à? Từ từ anh em ơi, tớ phải lên trên cái đắc. Ok. Ui, vãi, ghê thế. Ôi, bạn ăn cái gì mà bạn bắn ghê vậy? Quần máu ghê đây anh em ạ. Sợ xón cả giải luôn đấy chứ anh em. Nào. Ê. Thế nên. Xuống đây em ơi. Ê, xuống đây. Ơ, cô dám xuống không nhở? Nó không xuống kìa. À, đây. Làm sao? Ui. Cái gì đấy? Từ nhá. Ui, bạn làm tớ cuống quá đấy. Kìa, nó đang đứng ngay song keo kìa anh em. Ui, này, đứng song keo này. Yeah, booyah. Tuyệt vời ông mặt trời luôn. Wow. Tập này thì bye bye và hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo nhá. Tạm biệt.